quạt đưa cổ ha. Đây để thử cho mọi người coi nha. Đó, cái này là đèn nè, đó tắt đèn, bật đèn, đó quạt nè, đây, đó tất cả đều bật quay cho cả nhà ta. Đó, đây là có đèn ha, chế độ đèn là mình chỉnh được nha. Đây, cái nút, có cái nút đèn tắt đèn này, bật đèn này. Cái phòng này nè, đó là mình vẽ được thoải mái ha.